chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì hai chị em mình quyết định đi mua hơn 1.000 con cá chép để thả. Thì năm nay thì bước sang đầu năm mới rồi, thì hai chị em cũng muốn có một sự cho các bạn, các cô chú, anh chị một cái sự an lành, hạnh phúc trong năm mới và có nhiều điều sức khỏe. Thì mỗi lần mấy chị em mình thả sẽ cầu mong cho các cô chú, anh chị và các bạn thì có một cái năm mới thật là suôn sẻ và có nhiều niềm vui. Giờ mấy chị em mình sẽ thả nha. Đây là những con cá chép là hai chị em mình mua ở trại cá giống họ và sản xuất á. Thì ở đây là mình mua hơn 1.000 con cá chép. Thì hy vọng là trong một tháng chị em mình thả nó sẽ lớn và nó sẽ xanh xôi nảy nở thật là nhiều cá chép. Nó sẽ ra một dạng con cá chép, dạng luôn. Rồi. Ý thả từ từ. Ủa chị ơi, trong đấy có một con cá chép bự nè chị ơi. Vậy là ổng lộn rồi đó. Đây. Em sẽ thả con này đầu đàn để cho nó đẻ trước. Rồi. Bye bye nha, đi mạnh khỏe nha. Đó, đây mỗi đây. Một con cá chép là một cái sức khỏe nha. Ai có lộn con cá chê nữa rồi. Đó, chê đó chị. Dạ. Đi nha. Này, cái này thao thứ nhất là mình cho các cô chú đi mạnh thường nha. Quân đã ủng hộ cho người dân nghèo. Đó. Thao đi thứ đi hai nha. Là các cô chú anh chị dành sự yêu thương cho nhóm. Rồi, đi đây. Thao thứ ba là cầu chúc cho các bạn khi xem Thôn Nữ Miền Tây thật là nhiều sức khỏe nha. Trời, ai cũng có sức khỏe hết. Còn thao thứ tư á, là thì mình xin chúc cho gia đình của và cũng như bạn bè của Thôn Nữ Miền Tây năm mới phát tài phát lộc. Thao thứ năm là mình dành cho gia đình của nhóm. Có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui. Đó. Thao thứ sáu hả Cẩm? Dành cho cả thế giới. Sự bình an. Thế giới sẽ có nhiều sức khỏe. Rồi có con này bự nữa nè chị. Rồi nó đi luôn rồi chị ơi. Chị ơi, trong này có con cá điêu hồng nha chị ơi. Vậy hả? Nè. Vậy là lộn luôn rồi. Có cá chê nữa nè Cẩm. Này. Chị á, thật sự là chị thích thả cá lắm á Cẩm. Em cũng thích nữa chị. Có những lúc mà vô chùa đó, thường thường ở chùa thì họ cũng thả vô mấy cái hầm của họ, họ trồng sen á. Dạ. Họ thả thường xuyên họ thả những nhà mấy con cá chép này nè. Đi nha. Rồi mình thả nó xuống luôn đi chơi. Rồi. Đi hết đây. Cầu mong một năm nè, phát tài, phát lộc, thật là nhiều sức khỏe luôn, mọi điều bằng sự như ý. Rồi đi nha. Cho cái ước của chị thành hiện thực. Đi rồi, thôi. Bye bye nha. Đi xa nha, đừng có đi vô. Đừng vô mấy cái giớn nha. Đây, tiếp theo là gần cả năm hơn 500 con nữa. Chị giờ mình chúc gì nữa vậy chị? Giờ mình chúc cho mấy con cá này đi sẽ không bị bắt lại. Đi xa đi. Rồi, giờ thôi mình sẽ để nó xuống luôn nha. Xa nha. Bỏ mấy cọng dây thun mình lụm lại đi để buộc đồ. Dạ. Đây. Rồi đi nha. Rồi nó có phản ứng sinh tồn không này nha. Đó, khi mà mình để xuống là nó tự bơi nè Cẩm. Tự ra hả chị? Rồi, ai không ra là người đó không thông minh đâu. Đi ra là mới thông minh nha. Còn đi vô là ổng thông minh thôi đó. Như nó tiếc chị ơi, nó muốn ở lại với mình. Nó liên tiếc với mấy chị em mình. Ồ, nước trong quá Cẩm ha. Dạ, rồi đi đi nào. Đi đi. Hồi nhớ năm ngoái mình thả cá chê hả Cẩm ha. Dạ, năm ngoái thả cá chê, năm nay mình thả cá chê. Năm sau thả cá gì nữa được vậy? Đi đi. Đây. Ôi. Đi mà. Nó cứ quặn quặn vô đây hoài Cẩm. Rồi, xong rồi, đi 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 đi, đừng có liên tiếp nữa. Thích quá à. Ôi, hết trơn rồi hả chị? Hết rồi. Ở đây còn sót lại nè, nó cứ liên tiếp mấy chị em mình. Giờ mình phải bắt mấy con này luôn các bạn. Đó Cẩm ơi. Ủa còn nữa hả chị? Nó nhảy vô đây nè. Đó. Nè, em cho nước. Thằng đợi chị bắt hết thì cho nó điên lượt. Nó có bạn có bè. Trời ơi. Nó cho nó có bạn có bè đi. Để điên mình nó buồn. Dịnh giùm chị nghe Cẩm. Dạ. Đó. Đây nó nè Cẩm ơi. Thường á bây giờ em thấy á, mọi người dân mình họ đi bắt rồi họ thấy cá chép họ cũng thả rồi chị. Đúng rồi, bây giờ người dân họ đúng rồi, bây giờ người dân của mình họ cũng ý thức được chuyện đó. Dạ. Được khi nào mà
to, nó bự quá chị. Thì người ta mới để lại thôi, còn mấy con nhỏ nhỏ là coi thả ra trường. Rồi thả đi, cảm ơn. Lấy. Hết rồi đó. Đây, rồi, chỗ cuối cùng đi theo đi, nhanh lên, nó bơi mấy mét, mấy trăm mét. Hôm nay mấy chị em mình thật sự rất là vui luôn các bạn, rất là thích khi mà mình thả cá. Tuy là mấy chị em mình chưa có kinh phí nhiều, nếu thật sự có kinh phí là chị em mình mua nguyên cái chạy giống để thả cho nguyên con sông luôn. Cho nên là mình sẽ cố gắng trong năm nay mình làm thật là nhiều tiền để trong năm tới là mình mua nguyên cái chạy giống của bà Khen đó luôn để thả cho nguyên con sông luôn. Và quê hương mình sẽ thật dồi dào nhiều cá nè, hàng vàng 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 tỷ tỷ con cá luôn. Kính chúc đầu năm mới thì kính chúc các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và các quý khán giả xem kênh Thôn Nữ Miền Tây đã dành tình cảm yêu thương, cầu mong cho nhóm thôn nữ đã thả những con cá này đem đến cho các cô chú anh chị và các bạn quý khán giả thật là nhiều sức khỏe nè, phát tài phát lộc, và sao nữa ta, có nhiều niềm vui nè, vạn sự như ý trong năm mới, làm gì được nấy, mằng gì chúng nấy. Bye bye. Bye bye. Chào các bạn nha. Thì bây giờ là đã tháng 2 rồi. Như lời chú Hùng Vũ đã nói thì một tháng chú Hùng Vũ sẽ gửi cho bé Tươi số tiền là 2.3 triệu. Thì đây là làm cái sổ tiết kiệm cho em đó Tươi, em biết mà đúng không? Đây thì cái số tiền mà chị Ngân đã đi gửi cho em đó là 1.7 triệu nữa. Thì gộp sổ lại nó là 3.200.000 đồng là 2 tháng của em nha. Thì còn chị Ngân gửi 1.7 triệu thì còn dư lại số tiền là 600. Đây chị sẽ gửi cho em để mà lo trang trải cuộc sống với lại đi học hàng ngày của em nha. Rồi, còn đây là sổ nè, Ngân giữ đi. Rồi, tôi có nói gì với chú Hùng Vũ không? Tôi nói với chú dạ, đi. Cảm ơn chú Hùng Vũ đã hỗ trợ con, chúc chú mạnh khỏe, kỳ vào sức khỏe, làm ăn phát đài phát đọc trong cuộc sống. Rồi, con cũng xin đại diện cảm ơn chú Hùng Vũ rất là nhiều vì luôn yêu thương và giúp đỡ đến bé Tươi, giúp cho bé Tươi có được một cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra chị còn một niềm vui nữa cho Tươi nè, thì cái số tiền 1 triệu này là của anh Diệp Hữu Phước gửi đến cho bé Tươi, tại vì thấy Tươi nó học giỏi mà rất là chăm ngoan luôn, nên là anh Phước rất là thương em nha, gửi cho em thêm 1 triệu nữa để mà em lo trang trải cuộc sống hàng ngày. Rồi, Tươi nói gì với anh Diệp Hữu Phước đi. Dạ, con cảm ơn chú Phước, con chúc chú làm ăn phát đài phát lộc, dồi dào sức khỏe, tiền vô như nước. Dạ rồi, em cũng xin đại diện cảm ơn anh Diệp Hữu Phước rất là nhiều, chúc anh luôn thành công trong công việc và có nhiều sức khỏe nha anh. Xin chào các bạn.